Anh cái gì đấy? Cái ổ khóa này mất mã anh mở đâu? Cái mất mã này thì nói chung là cũng hơi khó, thì cái này nó có ba vòng xoay và cái này nhìn hoa văn cũng khá đẹp. Nhưng mà hôm nay tôi hơi bận, thôi để hôm nào đấy khác còn rảnh rang hơn thì tôi sẽ cố gắng để đừng có như vậy. Thôi được rồi, giúp đỡ nhau thôi nhé. Ok, thì bây giờ như này, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái thân bằng. À, ở đây nó có một cái khe để mình rút được tiền tiết kiệm này, đúng không cháu bé? Đây mình gập vào như này đúng không? Mình gập vào như này này. Đây đúng không? Đây đúng không? Mình rút vào, mình rút vào đi, rút vào, rút vào mình tiết kiệm, đúng rồi, sau này nó lên lại tiết kiệm như thế nhá. Đấy, mình tiết kiệm như thế này thì mình không lấy được nữa, và mình có cái vòng mãi như này. À, thôi thôi thôi, em nhà em cũng đang có việc thôi, bà nhá. Ôi, quên kìa. Quên đây. À mà anh mở cho em luôn đi. À đây như này. Bây giờ anh em mà muốn dò cái mã này thì ở đây nó có một cái G. Ở à, đây này, bên cạnh này nó có lồi lên một cái G, nó có thể lấy đèn pin để soi. Mỗi một cái số đúng thì nó sẽ có một cái G. Đấy, còn bây giờ anh em mà muốn đổi mật khẩu đúng không? Muốn đổi mật khẩu ấy thì gạt cái này sang đây này, gạt đẩy cái sang bên trái. Và mình có thể đổi ví dụ như về số 0. 0 vừa đổi vừa giữ. Đấy, sau khi đổi xong như thế này thì là có thể mở được. Ok, chính xác. Mở ra mình luôn à. Ok. Này,